تحية أهل الإسلام بماذا يحيي بعضنا البعض؟ نعم. Và cái việc mà chúng ta gửi những lời chào đối với những người thuộc cộng đồng Muslim. بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Đó là bằng lời chào bình an. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نعم. إذا قلت هذا آخذ 30 حسنة. Và chúng ta chỉ cần nói cái điều đó và chúng ta đã nhận được 30 ân phước. قبل أن أبدأ بكيف الحال بمرحبا بأي شيء من التحية التي عندكم هنا في فيتنام مثلا أول شيء أستفتح بالسلام عليكم نعم và trước khi chúng ta bắt đầu những cái lời hỏi thăm như là bạn khỏe không bạn đang làm gì thì chúng ta hãy bắt đầu bằng lời chào salam đó assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh نعم أسلم عندما أدخل và chúng ta hãy chào salam khi mà chúng ta bước vào một nơi nào đó أسلم عندما أخرج và khi chúng ta ra khỏi một nơi nào đó. وأيضا من تمام التحية المصافحة باليد اليمنى. نعم. Và để chúng ta hoàn thành cái việc chào salam đó thì chúng ta hãy bắt tay với nhau bằng tay phải. لكن يحرم على الرجل مصافحة المرأة الأجنبية يعني من التي من غير المحارم لا يمكن أن يصافح المرأة ويمس المرأة. نعم. Và chúng ta hãy lưu ý rằng chúng ta không được phép bắt tay với phụ nữ ngoại trừ những người phụ nữ có dòng họ với mình có quan hệ máu mủ với mình. نعم. المرأة تسلم على المرأة والرجل يسلم على الرجل. Và đàn ông bắt tay với đàn ông, phụ nữ bắt tay với phụ nữ. لكن لا يمكن أن الرجل يسلم على المرأة إلا إذا كانت الأم أو الأخت أو الخالة أو العمة. Và những người đàn ông không được phép chào salam trước cho những người phụ nữ ngoại trừ người đó là người mẹ hay là vợ hay là những người có quan hệ thân thiết có quan hệ máu mủ ruột thịt. Nào,